Virgil van Dijk là hậu vệ đắt giá thứ hai thế giới và được coi là nhân vật quan trọng bậc nhất trong đội hình giúp Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng anh lại tặng cho Arsenal một bàn thắng với lỗi hiếm gặp. Sadio Mane đưa Liverpool dẫn trước trên sân Emirates, nhưng Van Dijk đã hoàn toàn đánh mất hình ảnh thường thấy của mình, khiến những người hâm mộ của đối phương không khỏi phấn khích khi anh mắc sai lầm khó tin. Cùng điểm lại những sai lầm khiến cầu thủ phải trả giá đắt. Hãy nhấn vào đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có bằng phẳng, có thăng trầm và mỗi người đều phải trải qua những điều đó. Và dĩ nhiên trong hành trình ấy, con người ta không tránh khỏi những sai lầm, những thứ làm cho bạn lỡ nhịp cuộc sống và đôi khi khiến bạn bị chao đảo đi sang hướng rẽ khác. Bóng đá cũng vậy, sai lầm là một phần tất yếu và kể cả những cầu thủ nghiệp dư cho đến những siêu sao hàng đầu thế giới cũng không thể tránh khỏi. Có những sai lầm đơn giản nhưng cũng có những sai lầm khiến cho đội bóng của họ lâm vào bế tắc, thậm chí là thay đổi cả lịch sử bóng đá. Bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những tình huống cầu thủ mắc sai lầm như thế. Virgil van Dijk là hậu vệ đắt giá nhất nhì thế giới và được coi như nhân vật quan trọng bậc nhất đội hình giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Thế nhưng anh lại tặng cho Arsenal một bàn thắng với một lỗi hiếm gặp ở trận đấu vòng 36. Cụ thể, phút 32, trung vệ van Dijk truyền về bất cẩn, vô tình trở thành đường kiến tạo cho Lacazette băng súng cướp bóng và loại bỏ thủ môn Alisson trước khi dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Tuyển Mỹ mở màn chiến dịch vòng loại Euro 2020 bằng cuộc tiếp đón tuyển Nga. Đây là trận đấu mà thủ môn thuộc biên chế Real Madrid có màn trình diễn không như ý. Phút 16, Thibaut Courtois có pha xử lý lóng ngóng. Trước sức ép từ tiền đạo Artem de Zuba, thủ môn Real xử lý không tốt rồi chuyền thẳng đến chân Denis Cheryshev. Tiền vệ số 6 tận dụng để ghi bàn vào lưới trống, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Pha mắc sai lầm này của Courtois đã khiến anh nhận nhiều chỉ trích của giới truyền thông và người hâm mộ. Sau 120 phút không có được bàn thắng, trận chung kết Copa America 2016 giữa Chile và Argentina đã phải giải quyết trên chấm luân lưu. Messi với tư cách đội trưởng đã thất bại ngay ở loạt đá đầu tiên khi đưa bóng lên trời, tạo áp lực tâm lý không hề nhỏ lên các đồng đội. Kết thúc loạt 11m, Chile là đội giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Những giọt nước mắt cay đắng lại rơi trên khuôn mặt Lionel Messi khi anh cùng tuyển Argentina thêm một lần thất bại đau đớn ở trận chung kết. Man United hành quân tới làm khách của Benfica ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League mùa giải 2017-2018. Ở phút 64, bàn thắng đến với quỷ đỏ một cách vô cùng bất ngờ. Man United được hưởng quả đá phạt bên cánh trái cách khung thành Benfica hơn 40m. Rashford cầu bóng vào trong khu cấm địa. Thủ thành Mike Villa thay vì đấm bóng an toàn lại cố thể hiện khả năng bắt bóng để rồi cả người và bóng cùng trôi qua vạch vôi. Công nghệ Goalline ngay lập tức xác nhận bàn thắng đã được ghi cho MU trong sự thất vọng và bực bội của Mike Villa. Đây là lần đầu tiên thủ thành trẻ tuổi này được bắt chính ở một trận đấu tại Champions League, thế nên có thể cảm thông cho Mike Villa khi quá thiếu kinh nghiệm trước đối thủ tên tuổi như Man United.
Trong loạt trận vòng 13 Premier League, MU tiếp tục gây thất vọng lớn khi chỉ có thể giành được một điểm trước Sheffield United tại Bramall Lane. Rất nhiều cầu thủ của Quỷ Đỏ đã thi đấu dưới phong độ trong trận đấu này và cái tên bị chỉ trích nhiều nhất chính là Phil Jones. Những pha xử lý vừa nghiệp dư vừa tấu hài của Phil Jones đã khiến hàng thủ của Man United liên tục bị đặt vào tình cảnh báo động tại Bramall Lane. Chẳng hạn như trong pha bóng này, nhìn thoáng qua có thể thấy Jones đang có lợi thế trước Lee Morset trong việc tranh chấp bóng. Nhưng không, một pha phá bóng khá đẳng cấp của trung vệ mang áo số 4 của Man United đã mang đến cho người hâm mộ hết sự bất ngờ này đến sự bất ngờ khác. Có lẽ bản thân Lee Morset cũng không thể tin được mình lại có thể giành được bóng dễ dàng đến vậy. Trong trận đối đầu với Southampton hồi tháng 7, Pogba chính là người đẩy đội bóng vào thế khó khi anh mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua của MU ngay từ phút 12. Sau khi nhận đường chuyền từ De Gea, Pogba đã để mất bóng một cách dễ dàng trước sự áp sát của Daniel Ings. Nathan Redmond đã quan sát rất nhanh và mở bóng sang cánh phải cho Armstrong. Sau một nhịp khống chế, Armstrong đã dứt điểm quyết đoán hạ De Gea từ cự ly gần mở tỷ số trận đấu. Ronaldo đã giúp Juventus giành chiến thắng 2-1 trước Lazio trong trận đấu tại vòng 34 Serie A bằng một cú đúp. Và đây chính là tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của anh. Phút 54, hàng thủ Lazio mắc sai lầm, Dybala cướp bóng trong chân Felipe trước khi thực hiện đường kiến tạo cho Ronaldo đệm bóng vào khung thành trống, ấn định tỷ số trận đấu. Ở vòng 33 giải vô địch Tây Ban Nha, với sự giúp sức của VAR và trọng tài, Atletico Madrid đã lội ngược dòng cầm chân Barcelona 2-2 tại sân Camp Nou sau hai lần bị dẫn trước. Cụ thể, trong tình huống Diego Costa đối mặt với Stegen trên chấm 11m, trong lần sút đầu tiên, anh không đánh bại được người gác đền Barca. Tuy nhiên, khi các cầu thủ đội bóng xứ Catalan chưa kịp hết vui, VAR đã lên tiếng với tình huống bắt lỗi Ter Stegen rời khỏi vạch vôi trước khi Costa dứt điểm. Trọng tài cho các cầu thủ Atletico Madrid được thực hiện lại pha đá penalty. Lần này, Saúl Ñíguez lãnh trách nhiệm đá phạt và anh đã dễ dàng đánh bại thủ môn Ter Stegen. Ederson hiện đang là một trong những thủ thành xuất sắc bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, trong trận derby Manchester, anh đã mắc tới 3 sai lầm khiến Man City phải nhận trận thua 0-2 trước Man United. Ngoài lỗi bắt không dính bóng ở bàn thua đầu và pha đỡ bóng hụt suýt bị Martial trừng phạt ở đầu hiệp 2, thì phút 90+6 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía MU và Man City nỗ lực hết mình để tìm kiếm bàn gỡ, Ederson đã phá tan mọi hy vọng của đội nhà. Anh ném bóng cho các đồng đội phản công nhưng lại quá tay khiến nó đến thẳng vị trí mà McTominay đang băng lên để tiền vệ người Scotland không bỏ lỡ cơ hội hiếm có lốp bóng vào khung thành trống, ấn định tỷ số 2-0 cho Quỷ Đỏ. Vừa rồi là những sai lầm tai hại của các cầu thủ, tuy nhiên họ không phải là thần thánh và những sai lầm như thế cũng tạo nên một phần thú vị cho môn thể thao vua. Nếu thấy video hay, đừng quên để lại một like và share để kênh có động lực ra những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!